Xin kính chào quý vị, kính chào bà con nông dân. Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2015. Thưa bà con nông dân, ngày và đêm hôm nay, không khí lạnh suy yếu nhanh, lưỡi áp cao trút lên phía Bắc, tạo điều kiện cho những khối mây dông hình thành từ các nhiễu động ở phía Nam Biển Đông phát triển mạnh và lấn sâu vào đất liền, gây mưa trên diện rộng cho Nam Bộ. Thời tiết Nam Bộ nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Vào chiều tối thì sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Thưa bà con nông dân, với biên độ nhiệt dao động từ 30 cho đến 33 độ, chiều tối có mưa đã tạo điều kiện cho bệnh bạc lá phát triển trên các trà lúa đông xuân giai đoạn đẻ nhánh đồng trổ. Bệnh bạc lá do vi khuẩn gây ra, chúng có khả năng gây hại ở tất cả các thời kỳ sinh trưởng và các bộ phận của cây lúa. Nhưng bệnh thường hại bộ phận lá và lá đồng vào giai đoạn đồng trổ chín sữa. Bệnh nặng toàn bộ, lá sẽ bị héo khô, teo tóp và làm mất khả năng quang hợp của lá, dẫn đến giảm năng suất lúa trầm trọng. Và năng suất cũng có thể giảm từ 25% cho đến 50%. Ngoài ra, vào buổi sáng sớm, nếu quan sát trên ruộng lúa bị bệnh, thì bà con sẽ thấy ở mép lá xuất hiện những giọt dịch màu vàng. Diện tích lúa đông xuân nhiễm bệnh bạc lá hiện nay trên toàn vùng là 5.974 ha, tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10 đến 15% và trong đó có 40 ha nhiễm nặng với tỷ lệ bệnh hơn 40%, phân bố tại các tỉnh Bạc Liêu, Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh và Hậu Giang. Để quản lý và phòng trừ bệnh bạc lá hại lúa, ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nên áp dụng một số biện pháp sau. Ở những ruộng bị nhiễm bệnh bạc lá, bà con không bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng và các loại phân bón lá. Phun thuốc đặc trị bệnh bạc lá khi bệnh chớm xuất hiện và áp dụng nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc để đảm bảo hiệu quả sử dụng thuốc. Không bón thừa phân đạm ở giai đoạn bón phân đón đồng, đồng thời bón bổ sung thêm các loại phân có chứa canxi và silic để tăng sức đề kháng cho cây. Bà con cũng nên lưu ý là bệnh có xu hướng gia tăng diện tích và mức độ nhiễm trong điều kiện thời tiết như hiện nay. Do đó, ngoài việc thường xuyên thăm đồng thì bà con cũng nên áp dụng ngay các biện pháp mà ngành chuyên môn khuyến cáo để bảo vệ diện tích lúa. Thưa quý bà con, bản tin thời tiết nông vụ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.